Những ngày gần đây, trường tiểu học Kim Hoa tỉnh Chiết Giang Trung Quốc đã khiến dư luận sững sờ khi lộ ra hình ảnh học sinh ở đây bị bắt đeo vòng kim cô ở thời đại 4.0. Theo họ, đây là biện pháp để quản lý và đánh giá học sinh dựa vào công nghệ quét sóng não từ xa, giúp uốn nắn và kiểm soát hành vi của các em tại trường học. Được biết, hệ thống lắp đặt bên trong chiếc vòng không dây công nghệ cao này được thiết kế để đọc các dao động thần kinh bên trong não bộ người đeo, từ đó có thể đưa ra kết luận chủ nhân có đang tập trung học hành trong lớp và làm bài tập hay không. Thậm chí, những tín hiệu sóng não này sẽ được chuyển đổi thành điểm số tương ứng, sau đó truyền dữ liệu tới máy tính của giáo viên để tổng hợp và báo lại cho phụ huynh. Quyết định quản lý học sinh bằng vòng công nghệ này đã làm dấy lên rất nhiều câu hỏi, cũng như luồng tranh cãi trong dư luận. Liệu nó có thực sự được kiểm chứng chất lượng trên cơ sở khoa học chính xác hay không? Liệu quyền riêng tư cũng như tính cách của học sinh ở lứa tuổi này có bị ảnh hưởng? Và trên hết, liệu đây có thực sự là hành động được phép thực hiện và diễn ra?